Vâng, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Thì bây giờ tụi em tiến hành chuẩn bị cho mấy anh em tài xế bàn giao chiếc xe Daewoo Smartix bản số 61A82555 này cho một anh trai về lại Dầu Giây. Đây thì con xe này bữa giờ thì nói chung con xe này thì cũng đã bảo trì bảo dưỡng lại cho khách hàng rồi. Thì bây giờ giấy tờ giấy tiết rồi đã xong xuôi hết rồi, thì bây giờ em tiến hành bàn giao về cho khách hàng ở Dầu Giây trong buổi trưa ngày hôm nay. Chắc phải chưa đập cỡ đầu giờ chiều thì anh trai mới nhận được. Thì xe thì nước sơn rất ok. Xe thì tí xíu em chạy gần tới thì em sẽ rửa cho. Chứ giờ rửa chạy nó xa thì nó dơ lại. Thì em cũng chỉ sơ qua cho khách hàng của em và cho chia sẻ cho tất cả các cô chú anh chị tham khảo về những cái thiết bị sơ để mình chạy mình bảo dưỡng bảo trì xe ha. Đây là nắp mở capo, thì có một cái lẫy ở đây. Đây, lẫy ở đây mình lên. Thì với một chiếc xe này thì quý anh chị thấy đây là bình nước nha, đây là nước. Nước thì anh trai đổ tới đây thôi nha, đây có mực tới đây, nước mình đổ tới đây thôi, đừng có đổ nhiều quá nó sẽ bị xì. Nhớt thì cái tia nhớt nó nằm ở đây, cái nhớt này nó nằm 3,5 lít, thì có một cái chấm nè, đây nó có một cái chấm này nè. Đây là nhớt đủ, nửa ti thì nó thiếu hoặc là một khúc, và thường là nó không bao giờ nó thiếu cả lít đâu. Anh chị chạy anh chị để ý châm đều á, chỉ còn nó hụt một chút xíu thôi thì mình nó bị hụt thì mình lấy mình đổ vô đây, mở nắp mình ra mình châm trực tiếp vô đây. Cái này là dầu thắng, đây là dầu thắng, và sát bên này là nó có một cái bình dầu trợ lực. Thì dầu thắng với dầu trợ lực ra ngoài cây xăng mua, dầu trợ lực mua thì 70.000 chai, và dầu thắng thì mua là 50.000. Dầu thắng thì nó hết dầu thắng thì mình châm vô thân tới đây, dầu trợ lực cũng vậy. Thì trong quá trình sử dụng thì anh chị để ý tí xíu, rồi ba cái bori dây phin dây phiết rồi nè, ví dụ chạy nó rớt ra nó lỏng máy thì mình lấy cái tay mình ứng nó vô ha. Nhiều xe chạy nó lỏng rồi quạt quyết rồi luôn. Đây cái quạt là rất là quan trọng cho em nó đó, cái quạt là phải quay. Thì khi mình ngồi mình phải lắng tai mình nghe cái tiếng quạt nó quay, chứ còn quạt mà nó không quay là nó dễ bị đứt bê máy lắm. Thì dòng xe này thì nó rất là đơn giản, diện tích xi lanh thì 0.8 thôi, thì độ tiêu hao năng lượng của em nó chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số thôi. Xe thì đăng kiểm cũng còn tới tháng 1 năm 2023. Thì bây giờ mấy anh em chuẩn bị tiến hành bàn giao về cho khách hàng trong buổi trưa ngày hôm nay luôn. Tí xíu em chạy gần tới thì em sẽ vệ sinh rửa lại cho, chứ bây giờ rửa xong mình chạy tí xíu nó dơ cũng vậy. Vâng, cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị trong suốt thời gian qua cũng đã đồng hành và tận tình ủng hộ bên em và chiếc Daewoo Smartix bản số 61A này 82555 này. Bây giờ em sẽ tiến hành bàn giao về lại Dầu Giây cho khách hàng. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Chúc cho anh trai đi tốt dùm bên. Anh trai cứ xài sau này có điều kiện thì cứ quay đầu lại bên em đổi những chiếc xe dòng cao hơn nhé. Vâng, chào và hẹn gặp lại trong những video sau.